Mua xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với một chiếc xe trong phân khúc hạng D, bản full cao cấp nhất và tầm tiền của chiếc xe này bây giờ nó cũng rất là hợp lý và dễ tiếp cận. Với chiếc Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất là năm 2017. Xe có ngoại thất là màu đen. Được ba chủ đi rất là giữ gìn nên cái tổng thể sơ qua về nội và ngoại thất của chiếc xe nó vẫn rất là đẹp. Rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm và tìm hiểu. Với nội thất của chiếc xe sử dụng hệ thống ghế da cao cấp màu đen với đầy đủ những các tính năng an toàn và tiện nghi đủ dùng cho anh chị và các bạn. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những chi tiết hệ thống đèn bi chiếu sáng kết hợp với đèn halogen, đèn gầm halogen và những phần giải đèn LED định vị. Các chi tiết ở đầu xe thì nó có tính năng an toàn như hệ thống cảm biến với phần mâm lốp của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp với mà chấu đơn 5 chấu và những cái chi tiết là gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ này, sơn xi ngoại thất của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng tham khảo và đánh giá qua cùng em. Kính thì đã được dán kính rồi. Những phần lốp láp của chiếc xe, lốp lái và lốp phía sau của chiếc xe em đều quay rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể là đánh giá qua. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn những tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến cam đùi và ống xả thì được trang bị hai bên. Đấy, hai bên cân xứng. Các chi tiết cản sau của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là hoàn hảo. Không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó sẽ có một cái không gian khá là rộng rãi. Và điều rất hay ở trên những dòng xe Camry đó là nó sẽ có ở hàng ghế thứ hai, nó sẽ có một cái lỗ để anh chị và các bạn có thể lấy đồ ra trong cốp mà không cần phải mở lắp cốp ra để mình lấy đồ. Nốp sơ cua đồ nghề của chiếc xe thì vẫn còn đầy đủ. Nốp sơ cua này thì đã hạ rồi. Nốp lắp thì vẫn còn rất là dày. Chất lượng về tấm ly ở phía trong cốp anh chị có thể thấy nó vẫn còn rất là hoàn hảo. Sơn xi thì cũng có số chỗ phải tỉa lại rồi, thì em cũng đã tỉa qua và đánh bóng. Có một số chỗ thì nó hơi nhỏ, em vẫn chưa làm. Thì các bác có thể là qua xem và chỗ nào chưa ưng ý thì em sẽ làm theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai thì anh chị và các bạn có thể nhìn giúp em từ cánh cửa với những phần táp ly bọc da và ốp gỗ. Với hệ thống rèm che chắn nắng cũng được trang bị đầy đủ cho các bác. Bên trong đây là những cái phần con ốc bản lề và những phần ốc khóa của chiếc xe để mình có thể biết được xe có bị đâm va về phần cánh không. Nội thất với cái da màu đen có đục lỗ thông hơi và có trang bị cho anh chị và các bạn những cái viền chỉ đỏ tạo lên cái vẻ nổi bật. Bệ thì tay này thì nó sẽ có tích hợp cho anh chị và các bạn phím chức năng như hệ thống điều chỉnh âm lượng này, rồi là hệ thống rèm điện phía sau, chỉnh ghế, chỉnh nhiệt độ điều hòa, cửa gió điều hòa trung tâm cũng được trang bị đầy đủ. Bên đây thì nó sẽ có những cái phím điều chỉnh ghế điện ở bên phụ giúp cho anh chị và các bạn ngồi phía sau có thể điều chỉnh ở hàng ghế phía trước. Đấy, phía sau cùng thì nó sẽ có rèm điện anh chị nhé. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn như là hệ thống nhờ ghế hai vị trí với ghế lái, ghế phụ thì nó chỉ có chức năng chỉnh điện thôi. Phím điều chỉnh chức năng lên xuống kính một chạm này, rồi là chỉnh gương, nó nằm ở phần cánh cửa hết. Keo chỉ, ốc ác, những phần dập lổi của nhà sản xuất đều còn nguyên bản. Và chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham quan từ ghế lái đến ghế phụ cùng em. Khu vực trung tâm thì nó có phần hộc để đồ cũng như là bệ tì tay, rồi cần số, những chi tiết ốp gỗ trông rất là sang trọng. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có lẫy chuyển số thể thao, rồi là hệ thống gạt mưa, chỉnh đèn. Phía sau nữa thì có cụm đồng hồ hiển thị thông tin, màn hình giải trí, rồi là những các phím chức năng của chiếc xe rất là rõ ràng để anh chị và các bạn cùng tham khảo. Xe thì cũng có chức năng như là sạc không dây. Tiện ích của chiếc xe thì nó cũng rất là thực dụng, dễ vận hành, dễ sử dụng cho anh chị và các bạn. Ba chủ thì đã nâng cấp thêm cái cam hành trình. Cơ bản về chiếc xe này thì nó không có nâng cấp về quá nhiều về các đường điện, nó chỉ có nâng cấp về hệ thống như cam hành trình thôi, dán kính, thảm trải sàn. Bóng đèn thì vẫn zin theo hãng. Đây là những phần con ốc bản lề và những cái phần con ốc mặt máy, ốc chân máy của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn và đánh giá cùng em. Khi anh chị và các bạn mà cần em hỗ trợ xem rõ hơn ở những phần nào hãy liên hệ trao đổi cùng em.
Mức giá cho chiếc Toyota Camry bản 2.5Q 2017 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn chỉ với 710. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến hết clip. Và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Các bác đừng quên like và đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật sớm nhất trên kênh Mua Bán Xe Cũ. Thông tin thông số anh chị và các bạn cần tìm hiểu thêm, mình có thể truy cập ngay tại web otosehoi.com. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.